Chào mọi người. Hôm nay hai anh em sẽ làm lòng cá thác lát. Cá này thác lát. Lâu rồi không ăn cá thác lát hả Tiên? Dạ. Có ăn chưa? Hôm nay mình làm món lẩu cá thác lát đi. Nè, thác lát với thịt bò. Thịt heo, không có thịt bò. Heo đó tươi vậy như thịt trâu vậy ta. Tại vì bên đây là nấm, kim châm, nấm đông nấm rơm này, hổ qua, tà ngô, món xả rồi. Thường thường là hủ qua đi kèm cá thác lát nhưng ngon. Là okay. Thác lát là quá khổ đó phải không? Khổ qua luôn đó ha. Khổ qua luôn đó. Bây giờ mình sẽ nêm chả nha. Bỏ tỏi xay vào. Xay. Này là hành. Hột nêm. Hột tiêu xay. Không, hột tiêu xay. Miếng bột ngọt. Bây giờ mình sẽ quết nó, mình làm nó dữ dội lên, mình xào quằn với nó, mình lộn qua lộn lại dữ dội lên, bính nó banh ta lông luôn mới được. Đưa dựng út có sức mới quết nổi nha. Chứ mẹ quết chiều là bỏ cơm hả? Dạ, họ về lên chuột luôn nè. Sạc áo lên dữ dội lên ha. Mắt xà cái này dữ lên. Thầy Dương, xin chào mọi người đi con. Chào mọi người con. Nói, con nói tiếng Việt Nam. Con bữa nói. Này, bữa nay con quay phim không? Quay luôn nha. Vô ngồi ăn luôn nha. Con ăn nha. Để con dưỡng nha. Đen như thổ công. Đen như chàm cháy. Vừa về Việt Nam mùa này mà nó nóng. Này nóng quá thiệt, nóng kinh khủng khiếp luôn. Không, sắp tới cắt lúa rồi nè. Mình ở đây nóng mà ở ngoài miền Bắc á đâu. Đầu nó ấy. Chưa. Nói đi mẹ, nói đi. Ấy là tư kêu quết mà để bóp cho nó đều mới quết được. Quết thì mẹ cứ nói quết đi, mẹ thẹn e thẹn gì. Có chưa là bóp cho nó đều cái đầu mình tập thể dục cho nó. Dưỡng sao? Dưỡng ốc khoái bóp để cho ông bóp cho đã đi. Hút chả đừng nói chuyện. Hút chả ngoài nói chuyện với ăn hả? Thầy Dương dịnh cái thao cho ông Dương lập đi con. Ok, được rồi. Nó dính rồi. Chừng nào mà nó nhầu như trái banh là được rồi đó mọi người ơi. Chả là trời ơi, dịnh chí khí luôn kìa mẹ. Nhầm người dữ dội luôn kìa. Kênh mặt mày. Kênh mà. Hai ham dữ ta. Nữa ham dữ mình hợp tác làm ăn nghe thầy vui đây. Quết hồi sau mà cục chả văng đọt dừa khỏi ăn. Món này ngon hay dở là phụ thuộc vô bàn tay của Dưỡng Út đó nghe. Dẫn dẫn được. Vớt. Ý nó dẫn dẫn vớt trên cục chả lên mặt kìa hết. Con kính ra con. Bột bánh phồng hả Dưỡng Út? Thế thở dữ người ta. Này ông Dưỡng Sao bắt đầu tỉa bông. Ông Dưỡng Sao không phải bông lắm. Đó, bông ông Dưỡng Sao không chân. Không phải bông phải vậy ông. Này mình trắng đó hả? Ủa này, này là cái gì vậy? Này là bông, này vậy? Bông khác bên đây hả? Bông khác hay là bông chẳng. Hay là nữa gì vậy? Đó. Hay là nữa gì đó. Kiểu cọt chơi vậy. Cho nó đẹp chứ. Ông Dưỡng Sao sắc củ cải nhìn phía sau của Hà vô nó múa cổ vũ kìa. Nhiều quả banh này ha. Được rồi. Ủ lại để lên chút đặng viên cho nó dễ ha. Có bọc này mình đặng nó dễ. Này nó dài dữ lắm, dài dính cái bao tải cũng vuột luôn. Tiếp theo mình sắc hủ qua. Xương mình đã trụng ở nước sôi rồi, bây giờ hai cục cho ngọt nước ha. Đây mình làm nước trước. Muối. Ngọt. Cốc xả và hành tím. Dạ, rồi ngon quá. Bỏ miếng cải vô là thành đậu canh ăn được luôn rồi. Vẽ
đậy cho nó đều ra đồng. Bây giờ mình sẽ lược sang cái nồi nồi bự, sang qua nồi bự cái nồi nhỏ quá. Lấy cái nước nồi này, lấy cái nồi nước này nhúng lẩu. Nhúng lẩu. Mà cục thịt đó mình phải ăn luôn chứ. Cục thịt này nấu nước ra hết trơn đâu còn gì nữa đâu bạn. Nói vậy chứ phải bỏ vô. Phải bỏ vô chứ. Gì kỳ vậy ta? Sao vẫn có ý đồ gì hết ta? Ý đồ gì thôi. Phải vị chứ nhờ. Tưởng đâu ra nước hơn hết. Rồi, phải vị chứ. Bây giờ mình sẽ cho cà rốt vô. Núm rơm. Ở miền Tây chúng tôi không gọi là nấm mà chúng tôi gọi là núm. Núm. Rồi núm của mình đâu ạ? Đây nè. Đem mấy thiếu núm cho nó ăn núm. Gì chợ gì chợ gì 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 gì. Cảnh nào gì? Đưa đây hồi lắc lại nó tròn lại. À ngon ha. Giờ mình làm nhiều nhiều đi cho mình làm đầy đầy đúng không? Làm đầy đúng gì? Lắc cái nó tròn lại. Này cái này gọi là tư lắc hả? Tư nặng chứ lắc. À, lắc gì đó mẹ? Chống mặt quá ta. Xong chưa mẹ? Lắc đã chưa? Đâu đổ thành quả con coi thử coi có tròn không? Giống viên tiên đơn quá ta. Ăn vô chắc bổ lắm à. Ai sao được? Dĩa chả của mình nè mọi người. Trời ơi, ai làm gì? Quá xuất sắc. Ai làm dĩa này? Ông nhìn sao? Vậy đó hả? Trời ơi, hãy vô bên đây ăn đó hả con? Rồi, mọi người sẽ bỏ chả vô nha. Trả lời lẹ hết sức không? Ờ, đẹp mà. Thì là mẹ nó đẹp chứ mẹ nó nói đá xấu đâu, mẹ khen là mẹ mới hỏi. Ờ, đẹp mà sao bỏ vô vậy? Bỏ vô đang ăn chứ con. Xấu lắm rồi. Xấu lắm rồi. Bỏ vô xấu rồi đó. Hết chừng, bỏ vô xấu lắm rồi. Bỏ xấu lắm rồi, hết đẹp rồi hả? Dạ. Nhưng mà mình phải ăn thôi con à. Đẹp cũng phải ăn thôi à. Dạ. Vậy chứ sao? Vậy nữa con này để rồi chút xíu lên này. Rồi lên lửa ha. Mời mọi người ăn lẩu chả cá thác lát với cả nhà của Tiên nghe. Con nói chào mọi người đang quen. Chào mọi người. Rồi, bữa nay là không có mắc cỡ, nói chuyện dữ dội lên. Bao nhiêu tiếng Việt Nam học thời gian qua con sổ ra hết cho mẹ. Thấy không? Mình phải khè ra hết cho mẹ. Mẹ ơi. Sao? Nói đi con. Nói tiếng Việt, nói thoải mái. Nói tiếng Hàn gì Hàn ở? Ở Việt Nam là phải nói tiếng Việt Nam. Nói đi con, nói đi con, nói đi. Sao sao sao? Ơ mẹ ơi, hoài mà không ra được gặn được câu tiếng Việt này vậy. Cái này ai làm hả vô anh? Cái này ai làm vậy? Hết trơn. Hết trơn. Có người nào cũng làm. Ai làm con phải kể từng người ra. Ai với ai làm con kể ra coi. Ai làm món này, ai với ai làm? Ông nhận sáu. Rồi ai nữa? Con nhiều nữa thôi hả? Còn ai làm nữa không con? Không biết. Không biết. Bà ngoại có làm không? Có. Sao không kể? Con này uống bia hả? Không, nước yến chim. À nước chim yến. Chim hả? Yến chim. Nước chim yến. Đừng có hỏi. Hỏi hồi mẹ lộn lum la lạ vậy nè. Con này làm cho con. Rồi rồi rồi. Con muốn uống nước chim yến đúng không? Ôi. Nước bình thường không uống đủ, nước chim mới chịu. Đó, uống đi con. Cái chân đỏ đó. Mời mọi người à. À, ăn ăn mọi người. Cái món này ơi. Mình con để bên đó kìa. Để bên đó, con để bên đó cho mẹ. Con để cái ly bên đó mẹ mới ăn được. Ăn bữa nay ăn món chả cá thác lát. Ăn đi mới được. Mẹ ơi, con có này muốn ăn. Rồi, con ăn gấp cho nó nắm chung chăm. Nắm chung chăm. Chan nước vô. Đây. Để anh đưa gấp cho con. Mẹ ơi, con. Bỏ vô đựng được. Bỏ đây. Mời mọi người dùng ha. Con mẹ. Con ngồi sát vô. Con ngồi sát vô. Để ngoài cho nó ngồi đó đi rồi cho. Tại vô ngon chứ nóng. Cái món này là mình chấm với nước mắm ớt nha. Mắm chồng á. Đắp cho nó đi uống. Nóng nha con. Chừng nóng nha con. Rồi giờ ha. Ngon. Ăn một cái mới được. Ăn đi mẹ. Chán ghê, hôm nay mình ăn với bún mà ngon tuyệt vời luôn. Rồi gấp miếng nấm này. Nấm. Nấm nóng rồi, nấm. Chấm chừng lộn dĩa. Cũng mẹ con mình nha. Đã miếng hôm qua mọi người. Trời ơi. Cái thác lát, cái mà ăn hôm qua thì nó mới bắt bài mọi người.
muốn ăn có thắt lát với hủ qua mà sẽ bắt bài vậy. Qua lát cho qua lát, ai mọc lát ăn hủ qua với nó lát cho qua lát cho qua lát đúng không? Con nói cảm ơn ông Dượng đi, hai ông Dượng nấu ăn đi, con nói ngon quá với ông Dượng đi. Ngon hả Duân? Ngon không? Con nói ngon quá với ông Dượng đi. Ngon không? Ngon không? Nói đàng hoàng. Nói làm sao? Nói làm sao? Ngon nói lớn lên. Ngon quá Dượng ơi. Làm miếng chả đi. Chả nó dài lắm mà. Bữa nay là dài xịt 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 luôn mọi người. Chả đúng, chả thắt lát lắm. Mệt mỏi tay luôn hả? Đúng rồi, nó dài. Chả thắt lát mà thở muốn thắt lát luôn á. Mùi chả nó thở muốn lát luôn. Thắt lát. Không phải ngồi nó mới dai chứ mà không ngồi cả cái nào cũng vậy mình phải ngồi. Không ngồi là nó không dẻ. Dài quá nè. Dài chả này ngon. Dài giống như là người ta trộn nhựa trong giống người ta. Cho ba giờ không tin thảy xuống để nhảy cái từng là liền. Không tin. Thảy xuống rớt lên rồi gái gì ăn. Gái gì thảy. Cái này mà Tết này ha, mà nhậu vừa xong ha, làm nồi lẩu này hấp một cái là giả rượu tuyệt vời luôn, ngon. Thật tỉnh rượu luôn. Thật tỉnh luôn, có mùi tiêu nè. Ngọt nước nè. Nước hủ qua đồ nè. Thanh nè. Ấm ấm mà, giả rượu cực kỳ hay mọi người. Nó ngủ mốc á, cái xe có không, cái nếm nó, bắt không dính nè. Để vậy nguyên á, nó mới ngọt. Núm. Còn nếu mà núm mình trẻ trẻ ra là nó, nói chung nó lạ, nó ra nước, nó lạ. Ăn luôn mà đi từ từ ra, nó trắng ra, nó thẳng. Xì nữa. Ăn nướng chim chăm á. Chăm qua lá. Trong chén con còn gì con? Ăn trong chén đi nóng đừng gấp. Không gì nữa. Gì nữa hả? Không rõ. Hôm qua nhậu nhiều bữa nay ăn này là phải rồi. Xúc luôn đỉnh rượu luôn. Ôi, cầm đứa cũng chuyên nghiệp chứ. Cầm đứa giỏi. Cầm đứa giỏi mà. Ăn này hồi là ăn nhậu được nữa đó chứ. Hết rượu hết. Nữa thùng hạt đó không kịp đây. Tết nhà mình mua 4 thùng bia mà còn nguyên 4 thùng. Còn uống còn chứ phải lâu còn nguyên. Tại vì uống chưa hết rồi mua nữa à. Còn mấy thùng nè? Cái cụ còn hoài. Thùng. Đi, còn có thùng hả mẹ? Chứ nhậu có này, giờ mơ gì nhậu cũng còn thùng nữa đó. Cái gì vậy? Đi gần hết, đi mua nữa. Cái cụ mà. Không, người ta xách lại. Ta đem lại. Thôi, nhậu quá, người ta mua nữa. Bỏ hú qua luôn nhé con. Qua với nấm chăm chăm vậy. Bỏ qua. Bỏ qua. Khổ qua nha, còn cái không có khổ thì đừng có qua, khổ mới qua được. Không, nấm chim chăm bỏ vô hết luôn, mình không có khổ được chứ. Mình nhớ rất là vui trước mà. Mình vui mà. Bỏ nấm chim chăm vô hết luôn. Hết luôn ha. Thầy vui nha. Thầy vui này có ăn nấm chim chăm, mẹ nó có ăn nấm gươm. Hai nấm. À, vô. Ở miền Tây gặp 100 người hết 98 người nói nấm rồi. Không ai nói nấm hết trơn. Nấm đúng là nấm là đúng hơn, nhưng mà mình kêu bằng nấm mà quen à. Quen mà. Vậy chứ xuống chợ giờ kêu nấm người ta cũng bán nấm à. Mà kêu nấm người ta cũng bán nấm à. Chừng nào mà bị nấm lăn be hắc lào đồ ta mới kêu là nấm. Ừ. Còn đồ ăn là người ta kêu nấm không à. Nấm là bị nấm ta da. Chính là nấm này. Nắm một nói dân qua. Không, trời ơi, mình người miền nào nói miền đó, cần chi dân qua. Còn ở miền Tây mẹ nói nó nắm, người ta nhìn mẹ mà ánh mắt ngỡ ngàng đó. Bà này từ đâu về đây? Núm, núm. Ôi, đó, múc qua để đây ăn nè. Quá trời ở đây nè, để đây hoài ai ăn hết. Đó, ok. Đó, đây bà con, lẩu thì nó nóng. Mà ở ngoài ruộng gió thổi vô. Tắt luôn đi, chín rồi. Vừa luôn á. Chỉ mình đưa ăn cầm miếng chả nguội, mình đưa ra gì nè, xong cái gió thổi vô nè, nguội vừa miếng chả mình ăn luôn khỏi thổi. À.
này ăn với mắm chấm ngon ha. Chấm mắm chấm không? Quá được. Hai gương là chỉ ăn. Nước mắm chông tức là nước mắm mặn á. Không có gì hết với nước mắm. Mắm nhỉ rồi đó. Mắm cốt nữa đúng không? Rồi. Mắm chứ không phải là nước mắm trong chai nha. Không phải. Ý là mắm chông mà mắm không có làm. Không có làm á. Tôi nói vậy á. Ai nữa nước mắm làm? Nước mắm mặn. Trời, mẹ lai miền nào vậy? Ở đây nước mắm mặn. Mặn nước mắm. Từ nãy giờ tôi ăn thấy cay, biết sao cay. Cay ớt. Chan nước mắm. Ừ. Nó nhớ nãy giờ tôi nấu lẩu này đâu bỏ ớt nhiều đâu mà cay đắt. Làm là dùng thuốc bắc chứ bằng làm. Dùng nam, ý miền bắc kêu làm, miền nam kêu là mần. Mần. Ví dụ như năm nay mày mần đỡ không? Mần. Đợt này năm nay mày mần như công ruộng. Làm ăn thế nào? Giờ này mày mặn gì? Mặn thịt heo bán. Cay quá. Bữa nay sao cay ta? Đừng chấm nữa. Cay ớt. Chén con trái hả? Cái nấm kim châm này ăn còn sống của chị ngộ độc đó nha. Ăn chín mới được nha. Nấm nào cái gì chứ? Nấm là phải vô chín. Sống là độc à? Ăn cơm không biết gì. Ăn độc hơn. Cục chả mà ha. Cục chả mà chấm ngập trong cái chén nước mắm á. Ơi ớt nó cay xé. Ăn đã. Cay gì mới ngon? Mang cái độc. Ngon tà là ngon. 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 Ok không? Nói tiếng Việt Nam đi con, tao mới hiểu. Cay là cay dành môi không mà chứ nó không cay đâu. Cay. Cay lắm. Cay. 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 Mày cô chấm cho mắm mấy chị. Ừ. Muốn ăn ớt. Rồi cay. Cay. Để lại đi ăn rồi thay luôn. Ăn đi con, ăn hết đi con, ăn hết đi con, ăn nữa đi. Ăn nữa đi. Ừ. Chút chút. Lắc leo con. Ừ, ăn thôi. Hôm qua người làm này ngon. À, nhúng này nó ngon. Nó đắng. Ngon. Em nói hủ qua thì nói chung với ai lấy lát nè, ta cứ qua lát nè. Em bỏ cục chả cho miếng qua nhìn đẹp quá nè ta. Nè. Nãy sao tính làm gì đó. Bỏ gì dọn cho dọn vô cho hủ qua luôn. À, mà chả này dọn hủ qua được mà. Ta dọn hủ qua đó. Đúng rồi. Dọn hủ qua không ngon mà nấu kìa, nấu ngày ngon hơn. Thì hôm qua thì mình thấy nấu hủ qua cho mềm. Hủ qua nấu vậy mà nó giòn, ăn ngon hơn là anh nấu kiểu. Còn bún không nhất? Còn bún á, sao được? Thôi đừng. Ăn này ngồi khóc hết trơn. Ta ăn bún nữa không? Không, không. Chán hả? Tiên bún không? Chú yếu lần cá chả. Mày ăn đi. Chán hai vô anh còn nguyên hả? Ăn. Ăn lớn lắm một. Bên này ngon. Cũng chó ăn. Chó ăn cái gì? Mày bao nhiêu? Con chó nó nấm bự nè tiên. Nấm kim châm. Cắn một cái cho nó tê tái tình đời. Cái đó cắn lên môi là phỏng á. Lấy lũa đâm vô cái cho ra nước cái đi. Ừ. Cái lá xoài. Cần ngô. Ngon. Sợ sao? Má ơi. Nó lộ. Cái xoàn còn nhỏ hơn ha, không quên. Rồi. Mùi này ăn mùi ra nó thơm thơm mùi thuốc bắc à. Ừ, còn ngon mà. Dễ ăn. Nấu canh cá lóc này kia cũng ngon. Nhúng lẩu rồi ngon. Thái hủ qua. Ngon nhóc luôn mà. Thầy quá. Cay hả? Cay. Em cay dành môi không à? Dưới ăn không cay không ngon.
Ngon thích hai thà nãy rồi. Cây còn nữa. Thầy Dương ăn núm nữa không con? Còn nhóc con đấy. Còn nhóc con kia. Cho miếng nước hấp con. Nước ngon lắm, ngọt. Ngọt thịt xương mà. Thịt xương. Ngon cay cay cũng gắn cắm miếng cho ngon. Không cắm là không ngon. Mà nó không cay là không ngon nha. Phải cay mới ngon. Ăn cay mà nó đổ mồ hôi mỏ gồng gồng nó kiểu rồi á. Sức mồ hôi luôn á. Mẹ ơi, con đi sao vậy? Sao con? Ăn miếng thử rồi mà không ngon. Ăn miếng thử rồi mà không ngon. Cái này sao vậy? Có này ăn hết cho người ngon mà có này không ngon. Cái đó kỳ vậy ta. Kỳ vậy ta, sao cái này nó không ngon vậy ta? Thôi con lựa nào ngon con ăn đi nha. Cái nào con muốn ăn thì con ăn. Cái đầu tiên ăn ngon, cái sao không ngon à? Cái nào ngon thì ăn đi con. Giờ hỏi mẹ cái nó ngon hay không, mẹ cũng đâu biết, trả lời nó cũng chung bịch nấm mà. Sao lúc đầu ăn ngon, sao hết ngon vậy? Dạ cái này nó ngon mà cái kia nó không ngon. Thôi không biết điều trả lời luôn. Mới đầu tiên ăn vô thì ngon hơn à. Ăn nhiều quá hết ngon. Nhiều hết ngon. Nhai luôn, nhai nút luôn rồi, nhai hết luôn. Ừ, nguyên cọng luôn. Ừ, đừng trắng ra, nhai hết luôn, thọng vô. À, mình người Hàn Quốc mình ăn thòng miếng bự luôn. À. Đúng rồi. Thọng vô hết luôn. Nó nhai ừ đó, ăn gì mới ngon, đừng cắn thôi. Ăn tự nhiên đừng điệu. Thấy hai vô năm nhỏ qua nè. Ui, nó quay rồi. Bây giờ con, bây giờ. Thấy không? Thấy. Vô cho. Bà con ta thấy hài vui, trời ơi. Nay tụi tưởng đi đám cưới chứ. Bận đầm người trang đeo điểm. Đeo cài đồ, trang điểm đồ. Cái nước ngọt á. Hả? Cái nước ngọt. Nước ngọt á. Ăn cái này nó cay vòng cái mỏ đã rồi chết rồi. Nó làm tiêu rồi, lúc nào ớt nữa. Nó cay vòng cái miệng, vòng cái môi ha, và cay trong cái miệng mình á. Ăn hồi cái môi nó hồng như hai con. Nó cay ngay trong cái mỏ. Má cay giật cái mỏ luôn mới đã chứ. giật luôn gì không? Cay mấy dành mỏ. Ăn xong phải mảnh vỏ luôn chứ. Mảnh vỏ. Thôi mình ăn cay quen rồi nên nó không có cay ngoài ở trong nữa mà cay ngoài mỏ. Mấy món canh ngọt này mình ăn cay cay lắm ngon. Món này ngon ha. Mẹ ơi nãy ai điện rồi mà. Mẹ không biết nữa, để lát mẹ coi. Ai điện lộn số rồi sao? Kệ đi con. Nãy có này điện rồi. Ờ, tắt rồi. Ờ, để lát mẹ coi. Quá trời, xíu nhiệt như vậy. Ăn đi con. Điện rồi, tắt rồi luôn á. Rồi, ăn lại lên đi. Ăn đi. Ăn đi, chiều dẫn xuống chợ chơi lô tô với sải ngựa. Nguyên đống ngựa ở dưới cho mày sải đã luôn. Cái này tiếng Việt là tự nó học luôn, không ai dạy luôn đó. Nó tự biết ơn luôn á. Nghe mình nó nghe nói rồi nó theo đó. Đi về chơi biết rồi nó nói tiếng Việt luôn chứ không ai dạy chứ. Nhưng còn nhỏ nghe quen. Tự nó là biến tấu chơi rồi. Nhầm khi mình dạy nó chưa chắc gì nào học được. Hình như tiếng Việt giờ hình như nó biết muốn 10% luôn còn như nó. Chưa. Hả? Chắc khoảng 5 thôi. Không đâu, từ 7-10%. Nhiều lắm rồi. Bây giờ cái gì nó cũng biết chơi còn nữa. Mà nó ngược. Nó ngược. Nhưng tao nghe tiếng hơi cứng. Còn ừ. Nó ngược không à? Nó ngược ra kiểu hàng á. Bên hàng nó ngược vậy á. Gì hả? Biết bún hủ tiếu rồi luôn. Biết ăn giờ. Bún ngán đó rồi. Mời con ăn hủ tiếu à. Ăn nữa rồi con. Ăn nữa kìa. Làm vô. Cái con khăn có gì không? Mình thơm người Úc à. Nanh nè. Mày khăn có đồ dễ em mẹ. Người Lào đó, tiền ơi. Nanh nè. Trông nó xuống.
Rau vàng. Rồi mẹ không nói sớm. Ăn bia nè. Đứng đâu lao tài. Sao không ngon trời. Hồi nãy mới đầu ăn ngon quá, giờ ăn no rồi hỏi sao không ngon ta. Ăn nhiều quá. Nãy mới đầu vô ngon quá, tự ăn tự nói mình lưng mà xích tà. Nãy mẹ. Nãy sao? Ủa, ăn no cho luôn này. Hả? Hết luôn hả? Quá trời, ăn sạch chén luôn. Hôm nay cảm ơn mọi người đã xem video của Tiên nha. Đăng ký nhấn chuông, like, comment, ủng hộ cho kênh nhiều hơn TV và trang Facebook Phạm Thị Kiều Tiên nè mọi người. Tạm biệt mọi người.